cũng buồn lắm chứ. Dạ. Buồn. Mình phải dũng cảm lên. Dạ. Mình lo cho con mình. Lúc đó là cô chú làm suốt đó. Tại làm đó, con về đây rồi mình cũng không biết con về, nó cũng không nói nữa. Nói chung là nó cũng giấu, nói chung là gì. Đúng đó, Linh về là Linh giấu cô. Giấu, không nói, nó chỉ là về chơi thôi. Dạ. Về chơi thôi. Mình cũng nghĩ là con mình nó về để chơi với mình thôi. Nó có vợ, có chồng rồi, thì nghĩ là nó đã nói xấu chứ gì, chồng yêu thương được mình rất là mừng. Cứu. Ừ. Ba con đâu rồi? Ba con đi bỏ con rồi. Sao bỏ con? Để ba đi bỏ con rồi. Thấy con cũng ngoan mà, sao ba con bỏ con? Để ba không diễn lại cho con đâu. Con có nhớ ba không? Không, con nhớ mẹ. Ừ, nhớ mẹ thôi ha, tại ba bỏ lên không nhớ ha. Con nó rồi đừng có bầu mang thai nữa, lúc nó gầu lắm, buồn lắm, sụp đổ luôn, nó có sụp luôn, không biết nghĩ sao mà đã có chồng có con rồi, chồng nó bỏ vậy rồi, lúc nào có thằng con trai rồi, là đừng vợ đừng mang bầu nữa. Thôi con ơi, mình đâu có dám để cho con mình tổn thương đâu, sợ nó buồn rồi sợ nó tự tử nó chết hoặc là. Xin chào cô chú anh chị và quý vị, hiện tại Baby đang có mặt ở Kiên Giang. Hôm nay Baby có mặt tại đây để có thăm hoàn cảnh gia đình của Thiên Nga Hoa Cốc và tìm hiểu gia đình hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Thì cháu chào chú nha. Dạ. Hồi nãy thì cháu về trước đợi chú, hồi nãy giờ chú đi đâu mới về chú? Chú mới đi làm mới về. Dạ. Hôm nay cũng đến đây thăm gia đình, cũng như là hồi nãy con hơi là mạng phép một tí là con đi tìm hiểu điều tra chú làm công việc gì á. Và thật sự khi là thấy cảnh chú làm việc cũng cực nhọc ha. Chú hôm nay chú tuổi rồi chú, cũng chơi với tuổi chú hôm nay chú 60 rồi. Dạ, thôi trời nắng mình vô bên trong mình nói chuyện xíu nha chú nha. Thôi vậy mời đấy, em vô nhà chơi. Dạ, đi. Chào mấy chú đi, chào mấy anh. Bệnh hả? Số đông quá, nhớ chú không? Nhớ chú không, chào chú đi. Nhớ chú Bi không? Ông làm về kìa, ông ngoại làm về kìa. Mới về hả ba? Ba mới về. Ba mua mấy trái cây cho con nè. Để bà bổ cho kìa. Con ba ăn cơm, chú đi ăn cơm ba. Vô cho ba nghỉ loạt chút đi. Chúc con ba. Bữa nay con có đi học không? Nói mọi nghe. Bữa nay con có đi học không? Nói mọi nghe coi. Con bệnh hả? Bệnh con ở nhà ha. Con chưa? Con rồi hả? Con chào mấy chú chưa? Rồi mấy chú chào con nha. Chào con trai. Trời ơi, giỏi quá trời luôn. Không nhớ chú hả? Nhớ không? Nhớ chú không? Không nhớ chú không? Nhớ hả? Sao anh hồi nãy dạng về sợ quá vậy? Dạ. 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 Mốt gặp mấy chú con quay bên tay chào nghe không? Dạ. Giỏi gì ngoại mới thương. Nha. Dạ. Dân miền Tây Vlog chào chú nha. Chú thứ mấy hả chú? Thứ ba. Dạ, chú ba, đây là bé Linh đúng không? Dạ. Bé Linh là Thiên Nga Hóa Cốc, mà nông dân được biết là trên kênh BB Vlog và Quỳnh Trung Vlog. Thì hôm nay thì cũng một cái hữu duyên đi chung với hai bạn đó, thì hai bạn đó giới thiệu tới đây cũng giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình mình. Dạ. Thì cho nông dân hỏi là nãy là nông dân bắt gặp được cái đoạn chú đang làm bê hả chú? Làm bê là mình làm là làm công hay là mình lãnh mẫu mình làm hả? Dạ làm công. Làm công ha. Là mình làm cái thu nhập đó là sao hả chú? Thu nhập vô ngày thì có 300 mấy. Dạ ngày 300 mấy là giờ mấy giờ mới đi làm hả chú? 1 giờ. Một giờ. Ôi cũng gần tới giờ rồi đúng không? Đúng không anh? Trễ chút đỉnh không sao. Bây giờ dạ. Có công việc 1 giờ 5. Ừ, nếu mà cảm thấy mình đi trễ thì chú có việc đi ở nhà rồi tụi con nói chuyện với cô Linh cũng được. Dạ. Dạ. Thôi không dám làm phiền chú tại cái công việc làm của mình, khi mình đi trễ thì người ta làm khó làm dễ mình thì nó hơi kẹt, tại vì giờ là lao động chính trong gia đình rồi. Dạ. Thì chú cứ đi làm đi, không sao đâu. Dạ, để tụi con để xin phép động còn mạng tới nhà cũng như cái hoàn cảnh Linh vậy đó, rồi quan tâm tới Linh
Tôi cũng thay mặt trong gia đình rất là cảm ơn anh trong nước và ngoài nước. Dạ, do cái công việc của mình nó cũng xin việc cũng khó khăn đó, mình đi trễ thì khi sợ chủ người ta này kia rồi nó, dạ, nó hơi sợ ấy chủ người ta nó phiền. Dạ dạ. Vậy thì thưa chú cứ vâng, thưa cô chú anh chị thì cái thời gian của chú là không cho phép thì bây giờ chú sẽ đi làm công việc của chú ha. Dạ. Thì quý vị cũng thông cảm cho chú thì để anh em cũng lại tiếp chuyện với lại chị được có một cái tên rất là đẹp là Thiên Nha, Thiên Nga Hóa Cốc nha quý vị. Vâng, rồi chú cứ đi làm ha. Vậy xin phép. Dạ. Do cái công việc của chú là làm công cho người ta nên cô chú chị cũng thông cảm. Tại vì nông dân đi lại thì cũng trễ cái giờ của chú rồi. Nên nếu mà có duyên thì mấy anh em nông dân sẽ quay trở lại lần sau để cùng trò chuyện với chú nhiều hơn. Linh năm nay nhiêu tuổi rồi Linh? Dạ em 26 tuổi. 26 vì mình xưng anh ha. Tại vì đây thì anh nông dân miền Tây Vlog cùng với anh Đỗ Tấn Vlog. Dạ. Với lại Xuân Hồng Cargamen. Dạ. Thì qua tìm hiểu hai cái clip của trên kênh là bạn Mr. BB Vlog và bạn Bình Trung thì cũng được hai bạn đó giới thiệu là cái địa chỉ mình ở đây. Dạ. Thì nói chung là cũng trên cộng đồng mạng cô chú anh chị cũng hối thúc nông dân đến để tìm hiểu cũng như giúp đỡ hoàn cảnh gia đình mình ở đây. Dạ. Biết cái cảm nhận của anh Tấn khi gặp bé Linh lần đầu là như thế nào? Chung thì qua cái câu chuyện khi anh em mà nhìn thấy gia đình hạnh phúc như thế rồi bên cạnh đó nó có những cái nỗi buồn, nỗi đau là khi mà một người mẹ đang bị một cái căn bệnh như thế lại mang bầu đứa nhỏ lại sắp sanh rồi không biết khi mà sanh ra cái đứa bé nó lại không có cha bên cạnh. Ủa vậy là đó. Là bé Linh sắp sanh à? Dạ đúng rồi, anh còn 16 tháng 12 ngày giữa sanh của em á. À nãy giờ anh cứ tưởng là còn cũng còn lâu nhưng mà cũng rất sanh rồi. Dạ, bốn ngày nữa là đúng ngày giữa sinh của em mà bây giờ là em đi khám bác sĩ nói là em chỉ nở một con à. Tới đây từ đây tới bữa 16 là em phải nhập viện để sanh em bé. À. Dạ. Thì những cái chi tiết về bệnh tình thì thật sự thì đã nhiều cô chú anh chị xem những cái kênh kia thì cũng đã biết. Nhưng mà những khán giả cũng như trên kênh nông dân thì chưa có biết. Đây là mình bệnh gì hả Linh? Dạ em đi khám da liễu thì bác sĩ chẩn đoán em là bị u sợi dây thần kinh á anh. U sợi dây thần kinh? Dạ là cũng như bị bú ngoài da, bú lành ngoài da vậy đó anh. Dạ. Em bị bao lâu rồi hả Linh? Từ nhỏ là nó nổi ít, nó chưa nó không có nổi nhiều. Cái từ càng về sau cái nó trổ ra nhiều. Em cũng có hỏi bác sĩ nói là bệnh của em là không có cách trị, cũng như là chưa tìm được cách trị bệnh của em á. Nên là em cũng có đi uống thuốc, bóc thuốc uống, thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam gì đó, em uống hết luôn. Em có đi tiểu phẫu luôn, tiểu phẫu mấy cái mục, mấy cục mà nó bú lớn lớn anh. Nó cũng vẫn trổ ra bình thường chứ nó không có bớt. Là mình lên thành phố để điều trị rồi á ha? Dạ em chỉ đi bệnh viện trong tỉnh thôi. À trong tỉnh dạ. À. Rồi những cái căn bệnh đó của Linh á, là nó phát ra từ thời điểm nào vậy? Dạ từ lúc nhỏ anh, lúc nhỏ là nó bị ngỏi dùng cụm trước nhưng mà ít thôi. À. Cái sau này cái về sau cái nó mấy chỗ qua cục bú bự. Rồi cơ em có đi hỏi bác sĩ nói là thử cái tìm cái cục bú nào bự á, nó mình tiểu phẫu thử xem coi nó có ngưng phát triển hoặc là nó có lặn bớt hay không. À. Em cũng có đi mổ, mổ dưới lúc mổ mổ dưới chân của em ở đây nè, đây là dưới chân của em nè, đây là dưới mổ dưới chân của em nè. Ừ, đó là mình đi tiểu phẫu ha. Dạ, nó cũng vẫn u ra lại bình thường. Có nghĩa là mình đi cắt rồi nó vẫn nổi ra nữa. Tay em cũng có đi tiểu phẫu ngay tay cơm á, à. Chỗ ra bình thường hết luôn, chứ nó không có hết. Rồi Linh có cảm thấy là cơ thể mình nó có đau nhức gì không? Dạ không có đau nhức anh. Nó bình thường. Khi nào mà nó chuẩn bị nó nổi ra là nó sẽ bị ngứa hoặc mình bị kiến cắn gì á. Rồi với mấy là nó sẽ bị ngứa, nó ngứa rồi thì nó sẽ u lên cái cây mà bị chồi cái chồi lên chồi mọc lên với anh. Ừ. Nó u lên là nó sẽ hết ngứa. Cứ vậy đó. Thì cái đó là cái bệnh của mình là mình nói chung là bác sĩ cũng nói là không có thuốc điều trị hay sao? Dạ đúng rồi anh, không
điều trị. Cũng như là không có cách trị gì đó. Mình chỉ bị mất thẩm mỹ, bị xấu ngoài da vậy đó anh. Chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì tới bên trong mình nữa. Rồi mình cảm nghĩ là mình bị ngoài da như thế, rồi mình có cái ác cảm điều gì đó không, hay là bên ngoài người ta có kỳ thị mình cái điều gì không Linh? Thì em cũng hơi mặc cảm với em, hơi tự ti anh. Tại vì nhiều người người ta không biết, người ta thấy mình bị như vậy á. Người ta cũng sợ này kia á, sợ như là sợ bệnh mình bị lây cho người ta này kia, sợ này kia gì đó. Người ta cũng sợ. Khi em lúc bây giờ em xin làm mấy cái quán ăn hoặc quán cà phê thì người ta không dám nhận. Người ta cũng sợ ảnh hưởng đến quán của người ta này kia khi mình bị bệnh như vậy á. Lúc trước thì em chưa bị nổi ngoài da, chưa bị nổi tay, chưa bị nổi lên mặt nhiều quá, thì em cũng có làm cho quán cà phê á, với quán ăn này kia thì được. Bây giờ nó càng ngày càng chỗ ra nhiều hơn á. Em xin thì người ta không có nhận nữa, người ta sợ. Anh nghe nói là mình cũng có gia đình, con cái cũng một cái gia đình từng rất là hạnh phúc. Không biết là hôm nay chồng của Linh như thế nào ha cưng? Dạ, ảnh cũng như là ảnh mất liên lạc, cũng như là ảnh không có còn sống chung với mẹ con của em nữa. Lúc mà em mới có bầu được có 2 tháng mấy, hoặc 3, gần 3 tháng thôi. Là lúc trước ở đây thì ảnh không có bồ, không có bồ này kia đâu. Cái từ lúc mà đi lên Vũng Tàu á, anh làm ăn xa này kia, rồi anh tụ tập theo bạn bè của ảnh á, quen bồ này kia, thì em cũng nghe anh chị trong chỗ làm nói. Nhưng em hỏi ảnh thì anh từ chối, anh nói là anh không có như vậy. Về sau nữa ảnh mới kêu em là về mẹ ở đi để dưỡng thai. Có gì hàng tháng ảnh gửi về để anh lo cho mẹ con em. Em về đây khoảng được nửa tháng, gần một tháng á, thì ảnh với bồ ảnh đăng hình lên, chụp hình lên như vậy đó anh. Ảnh mới chấp nhận là ảnh có như vậy. Đến bây giờ luôn là ảnh không lo, cũng như là không gửi về để em, để lo cho mẹ con em gì hết trơn. Như là có nghĩa là từ khi hai vợ chồng ở Vũng Tàu, em về đây em dưỡng thai là mất liên lạc kể từ đó luôn. Đúng rồi anh, ảnh cũng như là ảnh hết trách nhiệm, ảnh không gọi về nữa luôn á. Ảnh thừa nhận là ảnh đã có bồ, có người khác bên ngoài vậy đó. Con cái anh cũng không có gọi hỏi thăm luôn. Tức là từ lúc mà Linh có bầu gái là anh đi không liên lạc nữa luôn. Dạ. Còn cái thời gian chưa có bầu thì hai vợ chồng vẫn đang sống với nhau bình thường. Dạ đúng rồi anh. Dạ em có bầu được 2 tháng nữa, gần 3 tháng á, là anh kêu em về mẹ ở đi, về đây ở này để dưỡng thai. Rồi hàng tháng anh gửi tiền về á, để anh lo cho mẹ con em. Em về đây được nửa tháng, gần 1 tháng á, là anh không gửi về luôn. Là ảnh thừa nhận là ảnh đã có người khác như vậy đó. Nhưng dạ, trong cái thời gian mà hai vợ chồng sống với nhau á, thì lúc mà Linh bị như thế này thì chồng có thương yêu mình gì không? Dạ trước đó là ảnh cũng biết em bị như vậy, ảnh cũng chấp nhận và ảnh cũng thương em. Nhưng mà từ khi mà đi lên Vũng Tàu mà ăn xa là ảnh mới có bồ, mới có người khác bên ngoài như vậy đó. Dạ. Vậy là từ cái lúc mà bé Linh về đây á, là ảnh không có gửi tiền về cho mấy mẹ con. Dạ, rồi trong cái lúc thời gian đó mình mang thai như vậy, mình có làm gì hay là mình sống như thế nào hả Linh? Dạ ba mẹ em thì cũng lo biết bệnh em bệnh như vậy, với lại người ta không có nhận em á, làm trong quán này kia á, thì ba mẹ em thì cũng đi làm lo cho mẹ con em đến ngày hôm nay. Vậy là mấy tháng nay là mình sống nhờ vào cha mẹ. Dạ. Nói chung là hai cô chú thì cũng lớn tuổi rồi. Thì khi mà ba mẹ biết là cái chuyện vợ chồng hạnh phúc của con nó như vậy, thì ba mẹ của Linh như thế nào thì... Lúc đầu thì em cũng giấu ba mẹ, em chỉ nói cho em gái của em nghe thôi. Rồi lúc sau đó là em gái của em mới nói với ba mẹ mới biết. Mà mẹ nói thôi, nó lỡ nếu như mà như vậy rồi thôi đi, con cứ mạnh mẽ lên mà để lo cho con đang mang thai nữa. Má em cũng, ba mẹ cũng khuyên em này kia rất nhiều. Rồi Linh có cảm nghĩ là khi mà mình đang bị như thế, Linh có nghĩ là chồng mình chê bai mình hay là như thế nào mà phải bỏ mình đi như vậy không?
chắc ảnh cũng nghĩ là em cũng càng ngày càng nổi nhiều như vậy á, nên ảnh cũng đi tìm người khác bên ngoài á anh. Nhưng mà dù gì thì không có định nghĩa với em nữa thì cũng phải có trách nhiệm với con của em. Nhưng mà lần này thì ảnh cũng không còn trách nhiệm với con của em luôn. Thì ảnh cũng không có gọi hỏi thăm con ảnh hay gì hết trơn. Đến bây giờ luôn anh. Rồi hai người cũng đứt liên lạc luôn. Dạ đúng rồi anh. Là Linh cũng không có thể nào mà liên lạc được với chồng mình nữa. Dạ đúng rồi anh. Thì nói chung thì cái chuyện đó cũng qua rồi. Bé Linh đây cũng là cũng sắp sanh rồi, cho nên mình cũng không có khơi lại cái chuyện đó. Thì một cái người sắp sanh thì mình cũng không có nên nhắc những cái chuyện buồn nhiều. Thôi thì ở đây thì mấy anh em thì cũng động viên mình cứ cái chuyện gì nó qua rồi thì mình đừng có nghĩ tới. Dạ. Mình cứ nghĩ thôi, số phận mình nó như vậy. Thì cứ lo cái điều trước mắt là mình chuẩn bị làm sao để cho cái công việc sinh nở sắp tới nó mẹ tròn con vuông. Dạ. Thì ở đây thì cái công việc chuẩn bị sinh nở của mình là như thế nào, mình có đủ cái chi phí hay là mình đã có chuẩn bị những cái vật dụng như là quần áo trẻ em hay như thế nào đó? Dạ, quần áo thì cũng có vài chị là cho em để em chuẩn bị rồi. Thì chi phí thì cũng có kênh của anh Quỳnh Trung Vlog với anh Mr. BB Vlog cũng có gọi, cũng như là nhờ mạnh thường quân trong nước và ngoài nước cũng có giúp đỡ em một ít chi phí để em chuẩn bị đi sanh em bé. Dạ. Thì đúng rồi, sau sanh thì nó cũng còn rất là nhiều chi phí, cho nên dạ. Nói chung là sinh một em bé, sinh một đứa con thì nó rất là nhiều, tốn kém rất là nhiều của chú anh chị. Cho nên không thể mà nói là bao nhiêu mà nó đủ. Cho nên thì trên kênh nông dân thì nói chung thì cũng không có nhiều mạnh thường quân, thì nông dân cũng cố gắng giúp đỡ cho các cô chú anh chị cũng như bé Linh ở đây. Thì nói chung là cái chi phí thì mình cũng nói chung tạm ổn, chứ không có dư nhiều, nói chung cũng tạm ổn, nhưng mà tới đâu thì mình tính tới đó. Thì mình có dự định tương lai sau này nếu mà sinh xong rồi thì cái công việc mình sẽ làm như thế nào hả bé Linh? Sau khi sinh em bé thì cũng được vài tháng rồi thì em cũng sẽ kiếm một ít vốn để em buôn bán, em tự buôn bán online trên mạng á anh. Ừ. Để em nuôi hai bé. Dạ. Thì lại không được đón nhận nữa. Dạ, đúng rồi. Nên là mình tìm một cái công việc gì ít tiếp xúc ngoài xã hội. Dạ đúng rồi. Nói chung buôn bán online thì nó cũng cũng ổn định, nói chung là mình cố gắng thôi. Ở đây thì nếu mà Linh buôn bán online thì ở đây mấy anh em cũng sẵn sàng kể giới thiệu cho các cô chú mạnh thường quân để mua ủng hộ, thì cái việc làm giúp đỡ về mặt đó thôi, chứ còn mình cũng không hứa trước được cái gì. Thì nếu như được như thế thì cũng mình cũng như là kết nối với lại các cô chú để mà giao duyên với lại bé Linh ha. Yeah. Thì cũng chỉ tạo một cái gì đó nó nho nhỏ thôi. Yeah. Để cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái hoàn cảnh của bé Linh thì sẽ ủng hộ bé Linh sau này. Yeah. Nếu như mà bé Linh thực hiện được cái điều là muốn buôn bán online ha. Yeah. Hiện giờ là mình ở đây là với ba mẹ. Yeah. Là có anh chị em gì nữa không? Dạ thì em có bốn chị em ba gái một trai, em thì thứ hai. Còn cái đứa em gái kế em thì cũng đã có gia đình rồi. Còn đứa em gái út thì đang học lớp 10, vừa học vừa làm á anh. Còn em trai em thì mới học lớp 1 rồi. Em gì lại mình còn em nhỏ ha. Thường là hồi nãy là do cái công việc của chú bận rộn với mấy anh em cũng đến hơi trễ. Dạ. Thì tới giờ chú đi làm, cái công việc mình làm công thì cũng biết rồi. Đi trễ giờ thì người ta cũng, chủ người ta cũng hơi khó chịu. Dạ. Thì như vậy thì chú đi làm rồi mẹ của em Linh đó làm gì? Mẹ em thì cũng theo phụ ba em làm bê này kia anh. Vậy cô cũng làm luôn? Dạ đúng rồi anh, nhưng mà bây giờ em sắp sanh rồi. Em nở được một phân, em sợ ba mẹ đi rồi giờ không có bình nên em ở nhà. Sợ ba mẹ về không có kịp á, nên em kêu là thôi mẹ ở nhà với con đi, lỡ con đau bụng nửa chừng á, có gì mẹ chở con đi để cho ba đi làm được rồi có gì, chừng nào mình sanh mình điện cho ba hay. Dạ, em cũng có nói với mẹ em như vậy. Là hiện giờ cô có nhà không Linh? Dạ có. Mẹ ơi. Ơ cô ơi, cho con hỏi thăm chút xíu rồi cô.
Dạ, chào cô. Cô ngồi sát vô. Ngồi sát vô cô bé Linh đi con. Con chào cô. Con hỏi cô tên gì ấy à? Cô Hằng. Cô tên Hằng. Dạ. Thì hôm nay cũng có cái duyên mà anh em đi cùng nhau rồi xuống đây cũng gặp gia đình để tìm hiểu cái câu chuyện của bé Linh. Dạ, thì hôm nay cũng xin phép cô là cho anh em nói chuyện với gia đình chút ha. Là nãy cô nghe cô bé Linh đó nói là cô cũng đi làm. Vậy là mình làm công việc gì hả cô? Làm bơi sơ nước nè. Sơ nước chung với mà chú á. Ồ, vậy là phụ nữ cũng vẫn làm đó luôn, cô cũng vẫn làm được luôn. Thấy cái đó là nó cực lắm, là nữ là leo cao rồi, là cái nghề đó cực lắm, của đàn ông mới làm được. Lên chừng 2 vàng, 3 vàng. Dạ. Yeah. Nam thì lên chừng 7 vàng, 6 vàng. Dạ. Yeah. Mấy tầng vậy đó. Còn mình phụ nữ thì để cho mình làm thấp chứ. Dạ. Như là lúc trước mình cũng làm, nhưng mà do bây giờ là bé Linh đang trong cái thời kỳ sắp sanh cho nên mình ở nhà ha. Dạ. Dạ tỷ làm không có làm này nữa thì cũng buông ra đi tiếp quán người ta hoặc là nhà hàng rồi đó. Dạ. Và tiếp giúp việc rồi dọn dẹp đó, khách sạn này nọ, nó điện thoại mình lại giúp việc làm đó. Rồi cô theo chú làm về có cực không? Cực chứ. Cực lắm. Mệt lắm. Rồi sao mình không kiếm một cái công việc gì nó có thể phù hợp với mình để nó đỡ bớt cực nhọc hơn không? Nói chung là bốn này cũng bắt kia. Tỷ làm thì tỷ làm với chú thì có 8 tiếng thôi. Dạ. Mình làm người ta từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối mới về là. Ừ. Mà chung là làm đó là làm suốt là không có nghỉ, bán quán cơm mà. Bán đất đâu làm suốt luôn đâu cho mình nghỉ đâu. Dạ. Rồi khi nào nghỉ mệt mình ăn cơm nước rồi xuống chừng nửa tiếng hồ là quay qua làm tiếp nữa. Ừ. Rồi buông ra thì thấy tới 15 tiếng. Nếu mà bán cơm người ta làm tới 15, 16 tiếng rồi. Dạ. Còn cái này thì mình làm chú có 8 tiếng thôi về. Nếu 7 giờ vô làm tới 5 giờ chiều mình về rồi. Rồi xuống dọn dẹp đồ đạc rồi mình về nhà. Dạ. Cái hỏi lại cái câu chuyện của bé Linh ha. Tại vì lúc mà bé Linh đi làm về đó cô, thì cái chuyện vợ chồng con cái nó không được hạnh phúc gì đối với một người mẹ thì không biết cô như thế nào khi biết được cái tin chồng của bé Linh là kiểu như không có còn yêu thương quan tâm tới vợ của mình nữa. Lúc đó cũng buồn lắm chứ. Dạ. Yeah. Buồn. Mình phải dũng cảm lên. Dạ. Yeah. Mình lo cho con mình. Lúc đó là cô chú làm suốt đó. Lại làm đó, con về đây mình cũng không biết con về rồi, nó cũng không nói nữa. Nói chung là nó cũng giấu, nói chung là vậy. Lúc đó Linh về là Linh giấu cô? Giấu, không nói, nó nói chỉ là về chơi thôi. Dạ. Về chơi thôi. Mình cũng nghĩ là con mình nó về để chơi với mình thôi. Có vợ, có chồng rồi, thì nghĩ là nó đã nói xấu chí, nhiều chồng yêu thương mình rất là mừng, mình cũng hạnh phúc cho con mình. Dạ. Mình cũng thôi kệ đi con ơi. Về chơi thì mẹ cũng có người lo cho con ăn uống này nọ. Ờ, đây là con của em hả Linh? Dạ. Chào chú đó con. Con chào chú cứu. Ừ. Ba con đâu rồi? Ba con như bỏ con rồi. Bỏ xuống. Sao bỏ con? Để ba như bỏ con rồi. Thế con cũng ngoan mà, sao ba con bỏ con? Để ba như bỏ con rồi. Để ba không diễn lại cho con đâu. Con có nhớ ba không? Con nhớ mẹ. Để nhớ mẹ thôi ha. Dạ. Tại ba bỏ lên không nhớ ha. Dạ. Ba có điện thoại cho con không? Dạ. Ba có điện thoại hỏi thăm con không? Không. Không luôn hả? Dạ. Tội. Rất là tội cô chú anh chị. Một đứa con vậy, rồi thêm vợ mang thai nữa. Thì không biết một cái người đàn ông như thế nào. Thôi thì cái chuyện đó nó cũng qua rồi cô. Thì mình là cái chỗ dựa tinh thần cho bé Linh. Thì cô cũng đừng có xúc động nhiều. Bé Linh thì nó cũng đang mang bầu sắp sanh, cũng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của em đó. Thì mình cái chỗ dựa thì mình cũng phải cứng rắn lên.
thì cái hoàn cảnh nó như thế nào thì mình vẫn sống, vui mình vẫn sống, buồn vẫn sống, sống lạc quan hơn. Chứ mình cũng không có cái kiểu như vậy, về tội nghiệp cho bé Linh cũng đã như vậy. Số phần con người mỗi khác. Lúc đó con cũng buồn lắm. Dạ. Tại vì nó không nói nữa, em nó nói. Mẹ, hai bị chồng bỏ gì đó. Dạ. Lúc đó cô buồn lắm luôn, cô nó nghĩ trời ơi, không lẽ nó ở. Tại vì nó cũng có một qua một bồ bịch này nọ, bỏ qua rồi, nó cũng tha thứ rồi. Nó nghĩ tha thứ. Sao này nữa rồi thôi con ơi, về với mẹ ở đi. Lúc đó mình mới biết thương con mình. Dạ. Thôi con về mẹ đi, cỡ nào cỡ, cha mẹ giờ cỡ nào cỡ, mẹ cha mẹ cũng gắng lắm, gắng mặn lo cho con. Dạ. Cuộc sống cho con hai đứa, lớp nào con nó rồi đừng có bầu mang thai nữa, lúc nó gầu lắm, buồn lắm, sụp đổ luôn, lúc nó sụp luôn. Không biết nghĩ như sao mà đã có chồng, có con rồi, chồng mới bỏ vậy rồi, lúc nào có thằng trai rồi, lúc nào đương vợ, đương mang bầu nữa. Thôi con ơi, mình đâu có dám để cho con mình tổn thương đâu. Sợ nó buồn, rồi sợ nó tự tử, nó chết hoặc là gì này nọ, nó tội. Mình suy nghĩ, sợ nó chết thì bỏ con rồi, con trong bụng nữa. Phải gì mà đứa ngoài thì gia tỷ nó buồn này nọ, còn cái này đương trong bụng, gắn. Thôi con gắn dương lên đi con, gắn đi con. Cỡ nào cỡ, thiếu gì đàn ông. Gia tỷ con không khỏi được cái chồng nữa, con ở chung với mẹ đi. Mẹ lo con suốt đời, cái ngày mẹ nhắm mắt nó đi thôi. Dạ. Cái này cô nó nói gì luôn. Rồi sau cái sự việc đó thì cũng như lời mẹ nói thì Linh có bao giờ mà lại suy nghĩ cái điều xấu nhất không? Dạ, có bao giờ nghĩ vậy không? Lúc đầu em biết ảnh như vậy á thì em cũng xúc động lắm anh. Em cũng rất là buồn luôn á. Rồi mẹ ở nhà, mẹ với mẹ, ba mẹ rồi với em động viên em này kia. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, nó đã như vậy rồi, thôi đi, mình sống vì con mình phải giữ gìn sức khỏe đến ngày mình sanh nở, mình đừng có suy nghĩ gì nó hết trơn á, sống vì con mình thôi. Ví dụ như mình không còn tình cảm, không còn cái duyên với nó nữa thì mình cũng vẫn còn cái nợ hai đứa con của mình. Dạ. Mình cũng phải ráng để mà dạ, lo cho con mình trọn dạ vẹn ha. Dạ. Bên cạnh mình thì lại còn có cha có mẹ nữa. Dạ. Nếu như một điều gì xấu nhất xảy ra thì cái người đau khổ nhất là người cha người mẹ của mình. Dạ. Rồi lại tội nghiệp cho đứa bé nữa. Dạ. Thì mình cũng phải luôn động viên mình, tự động viên mình để cố gắng vượt qua. Dạ. Đúng là đuối luôn đấy. Đuối dạ, là con mình đã cất bầu vậy rồi đẻ cái đâu phải mà không tiền, có tiền mới nói gì, không tiền chết lớn nữa. Dạ. Sữa sùng đồ xanh đẻ rồi đủ thứ, nói chung là đủ thứ luôn. Dạ. Yeah. Vô bằng đẻ là cả chục triệu rồi. Nó xin lỗi chứ vô đó là lo cho bà mụ, bà này bà nọ, nó phải mà một trọn vẹn mà vô đó đẻ không cái một gì đâu. Đủ thứ tiền, các loại tiền luôn. Rồi đẻ thì phải về nhà, phải lo ăn uống nữa nè. Rồi lo em bé nữa nè, đủ thứ chứ. Trời ơi, tới dự quẩy dữ dằn luôn. Cô bốn đứa con thấy vậy chứ cô cũng quẩy lắm. Dạ. Yeah. Nuôi tới bốn đứa con, ngày con lớn hôm nay. Là cô được bốn người con ha? Một cái nó xấu nhất trong gia đình. Mình thì không nên mặc cảm với cái điều này. Bởi vì mình, cái số phận mình phải như thế thôi. Thì mình cũng cứ phải vượt qua những cái gì. Mình đừng có nghĩ là mình xấu hay mình đẹp. Cái tấm lòng mình sống sao để mà mọi người biết đến mình, thương mình là được rồi. Thì nói chung thì hôm nay á, là bé Linh thì cũng sắp tới ngày sanh, cho nên mình cũng không muốn khơi lại những cái chuyện buồn. Thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều cho cái người phụ nữ mang thai. Thì ở đây thì đối về mặt hạnh phúc gia đình thì mình tạm coi đó là vô phước. Nhưng mà rất là may mắn thì cũng có ba mẹ, anh chị em, người thân và gia đình, còn cả cộng đồng mạng luôn quan tâm cái tình hình sức khỏe của bé Linh ở đây. Thì nông dân cũng có xem nhiều, như là bên các kênh mấy bạn đã quay trước thì nông dân đọc những comment để luôn luôn ủng hộ tinh thần, động viên. Thì đó là một cái sự may mắn, giống như là có một cái câu nói là một cánh cửa này khép đi thì có rất nhiều cánh cửa khác mở ra để cho mình tiếp tục đi trên cái con đường tương lai sau này. Thì mình cố gắng là
không chia sẻ nhiều để xúc động, nhưng mà thật sự thì gặp một cái hoàn cảnh như vậy thì nói chung là rất là khó kìm được cô chú anh chị. Nói chung thì đúng ra thì mình chỉ chú tâm vào một cái câu chuyện của chị Linh, nhưng mà em cũng muốn chia sẻ với anh nông dân là như này. Nói đến hoàn cảnh của chị thì mình không thể nào mà không xúc động được. Có lẽ là một người đàn ông mà rơi lệ á, thì họ rất là yếu đuối. Nhưng mà thật sự trong mỗi hoàn cảnh người ta có mỗi cái cảm xúc riêng. Thì em cũng đã có quay một trường hợp mà cũng y như chị này. Cũng mang bầu rồi người chồng bỏ, cũng bị cái căn bệnh y như này luôn. Khi mà mình tiếp xúc mỗi một cái hoàn cảnh ấy, thì mình mới hiểu được. Có lẽ mình không thể đưa một câu chuyện khác vào, nhưng mà mình hình dung được cái bên ngoài mình đã từng chứng kiến rồi. Thì nhìn vào cái hoàn cảnh này, rồi mình cảm thấy nó có những cái gì đó, nó quá bất hạnh. Có phải chăng là những người ta bị như thế này rồi, người chồng phải ruồng bỏ hay như nào đó. Đó là một cái câu chuyện của xã hội. Khi mình gộp chung lại thì nó chung quy lại thì mình cảm thấy nó thật sự là em không biết nói gì hơn nữa. Chỉ biết là thôi, chúc chị là cái sức khỏe cũng như mạnh mẽ hơn chị ha. Chung thì cái tình hình mình như vậy rồi, mình cũng phải tự nỗ lực hơn. Như cô đây, bình thường thì lúc bé Linh chưa về thì mình nỗ lực là để mưu sinh, còn bây giờ mình nỗ lực để lo cho con, lo cho cháu, ngay cả chú cũng vậy. Thì ở đây thì mấy anh em cũng có lời động viên, cũng như thay mặt cộng đồng mạng để động viên tinh thần gia đình. Thì mong cô với chú thì phải cố gắng nhiều hơn, động viên Linh nhiều hơn, cho em nó khỏi có buồn, tủi về bản thân của mình. Thì hôm nay thì nói chung cái video thì anh em mình cũng chia sẻ ngắn gọn. Tại vì thật sự cô chú anh chị thì nông dân nghe nói là một người phụ nữ mang bầu mà gần sanh, ngồi lâu thì cũng ảnh hưởng nhiều. Cho nên mấy anh em mình cũng cố gắng tranh thủ, không dám là mất thời gian của bé Linh. Tại vì nếu một người bình thường thì mình có thể mình ngồi cả tiếng hoặc là hơn. Nhưng mà đối với bé Linh thì 30 phút thì chắc cũng đủ mệt, đủ dài. Thì hôm nay nông dân tới đây cùng với anh Đỗ Tấn Vlog thì cũng có thay mặt. Riêng bên kênh Nông Dân Miền Tây Vlog thì cũng thay mặt một chị gái ở bên Pháp. Chị cũng xin giấu tên là biết qua hoàn cảnh của bé Linh và gia đình mình. Thì chị cũng nhờ cũng như là nhà nông dân đến để thăm hỏi cũng như động viên tinh thần sức khỏe của bé Linh và gia đình. Thì hôm nay nông dân thay mặt chị gái ở bên Pháp có gửi cho gia đình mình một ít quà ha. Dạ thì ở đây thì anh nông dân miền Tây Vlog thay mặt chị gái ở bên Pháp gửi cho bé Linh ha. Đây chị gửi 2 triệu đồng. Xin cảm ơn chị bên Pháp đã giúp đỡ mẹ con của em, là số tiền là 2 triệu đồng. Em cũng xin chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và thành công trong công việc hơn. Em cũng cảm ơn các anh đã biết đến em và giúp đỡ em. Em cũng xin chúc cho kênh của hai anh là được ban được nhiều mọi người biết đến hơn và càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cũng cảm ơn để đến đây để mà động viên mà để cho muốn quà cho Mỹ Linh. Nó cũng gần sắp tẻ rồi, cũng rất cảm ơn nhiều như trong nước và ngoài nước. Cũng động viên Mỹ Linh cũng cấp cảm ơn nhiều cho mấy em cũng phát triển hơn, chú phát triển nhiều hơn. Dạ cảm ơn chị. Thì hôm nay thì cũng lần đầu tới đây rồi gặp gia đình, muốn chia sẻ với gia đình thì cũng hữu duyên thì em sẽ quay lại ha. Rồi
Chỉ biết là bây giờ chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và giữ gìn sức khỏe để mà lo cho bé Linh nha. Dạ rồi, thì hôm nay thì nông dân cũng một cái hữu duyên đến đây thăm gia đình của cô chú và bé Linh. Thì nông dân cũng cảm ơn chị gái bên Pháp đã có lòng hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và những cô chú anh chị mạnh thường quân khác trên kênh Nông Dân Miền Tây Vlog. Thôi, nông dân Miền Tây Vlog cũng xin dừng cái video tại đây. Chúc cô chú và Linh và cháu và kể cả những người trong gia đình cố gắng thật nhiều sức khỏe, thật giữ vững tinh thần để động viên cho em Linh. Chúc cho em Linh cái ngày sắp tới thì sanh sẽ được mẹ tròn con vuông. Và nông dân cũng xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Chào cả nhà nha.